nhãn đầu mùa đây. Vâng. Nhãn đầu mùa, nhãn của Hưng Yên quê ta đây. Rất là nhiều nhãn. Bạt ngàn luôn, năm nay là quả sai chi chít vào. Đây là quả này, nhãn này là vẫn còn xanh. Đấy. Được mùa nhãn, mùa vải thì mưa bão sẽ rất là nhiều này, theo cái kinh nghiệm của các cụ. Mọi người nhìn xem này. Đấy. Nhãn vải, à nhãn nữa, không phải vải. Quả sai chi chít. Đấy. Đúng là phong cảnh thôn quê. Đấy, sang cây kia. Quay từ xa. Nhãn. Nhãn nồng Hưng Yên quê ta đây. Đây là quả và còn non và xanh. Khi quả nhãn mà chín thì nó sẽ to gấp 3, gấp 4 lần như thế này. Chuyển sang ngả màu vàng. Đấy. Phía bên kia nhãn vẫn xanh lắm. Cây nào cũng nhiều chi chít quả. Các cụ gọi là sai quả nhãn. Đấy. Đây là nhãn này là Phù Cừ Quang Hưng. Nhiều nhãn quá. Nhãn đi chạm đầu. Bạt ngàn. Đấy, hàng rừng nhãn này. Cây cao lắm. Ngập mái nhà. Chi chít. Quả đầy cành. Năm nay là được mùa nhãn nồng quê Hưng Yên này. Xin mời bạn bè bốn phương có điều kiện về Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên chơi thì thưởng thức món nhãn đặc sản quê hương của Hưng Yên từ ngàn năm văn hiến. Đấy. Nhìn thực tế mới biết là cái nhãn nó to như nào, nó lớn như thế nào.